Tiêm Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những chiến dịch nhân danh yêu nước để sách động tấn công trên mạng gây hậu quả như thế nào? Ngày 30 tháng 8, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt bình luận, giá của thao túng đám đông sẽ ở mức nào? Theo tác giả, không phải tự nhiên mà nhiều cá nhân, nhiều nhóm trở thành cực đoan đến mức lố bịch. Đồng quá đảng Cộng sản Việt Nam với quốc gia, dân tộc, nhân danh bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa để săn đuổi truy bức người khác đã trở thành phong trào. Những hành vi tàn tệ và không có bất kỳ xứ sở xã hội văn minh nào chấp nhận lại được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ. Và đây là hình bài trên blog Trân Văn VOA. Tác giả nói rõ hơn, sự hướng dẫn và hỗ trợ đó thể hiện rất rõ qua việc Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tuyên bố sẽ xác minh sau khi nhiều cá nhân, nhiều nhóm tấn công nghệ sĩ siết quốc nghiệp khi video clip giới thiệu chuyến thăm Mỹ của gia đình này có sự xuất hiện lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong video clip chỉ là chuyện ngoài ý muốn, song các chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng vẫn không dung tha. Cuộc tấn công theo hướng, đuổi tận, diệt tuyệt được chính quyền ghi nhận thông qua quyết định xác minh. Tác giả cho rằng nếu các viên chức và cơ quan hữu trách hành xử đúng chức trách, bảo vệ các quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của mọi công dân, xử lý những kẻ nhân danh vì suy diễn, quy chụp, lăng mạ người khác theo kiểu cực đoan chắc chắn sẽ không tạo ra cảm hứng. Đã dẫn đến những chuyện như tấn công Đại học Fulbright Việt Nam không làm các nghệ sĩ, ca sĩ khác hoảng sợ đến mức lập tức tự kiểm điểm trên mạng xã hội. Tác giả nhận xét, không cần phân tích thì những người có hiểu biết ở mức bình thường cũng hình dung được mức độ nguy hại đối với văn hóa xã hội của thực trạng vừa đề cập cả trong đối nội lẫn đối ngoại. Tuy nhiên, tự khẳng định vai trò thông qua bày tỏ suy nghĩ, hành xử cực đoan cũng gây nguy hại không kém. Trường hợp ông Bùi Tiến Lợi là ví dụ để ngẫm nghĩ. Tác giả cho biết, ông Bùi Tiến Lợi vốn là thượng tá, chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khoa khoa học xã hội và nhân văn của trường sĩ quan công binh. Ngoài việc viết bài, ông còn cùng một số đồng chí làm các video clip, lập một số kênh chống diễn biến hòa bình trên YouTube để phản bác luận điệu của các thế lực thù địch với sự khuyến khích của một số viên tướng nghỉ hưu, ông lại song lên chống lại việc công nhận Việt Nam Cộng hòa như một thực thể độc lập để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Ông lên án đó là lịch sử ngụy sử. và đây là hình ông Bùi Tiến Lợi. Tác giả cũng cho biết năm 2018, một số người chịu khó theo dõi các diễn đàn điện tử và mạng xã hội chưng hửng khi nhìn thấy quyết định của đảng ủy trường sĩ quan công binh loại bỏ thượng tá Bùi Tiến Lợi, chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khoa khoa học xã hội và nhân văn khỏi lực lượng 47 của nhà trường vì đưa thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, quyết định vừa kể không làm ông lợi chuồng bước. Ông tiếp tục tả sung hữu đột, chống phản động và chống thêm những phần tử cơ hội chính trị. Tác giả cho biết thêm, trong một video clip do chính ông lợi thực hiện vào tháng 6 năm 2019, ông cao hứng tuyên bố, đừng bao giờ nghĩ rằng cứ có các dữ liệu lịch sử thì có thể vơ đảo lãnh hải thêm lục địa đó là của mình. Ai đó nói rằng biển Đông Trường Sa là của Việt Nam thì đó là tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế. Vẫn theo tác giả, hệ quả là tuyên bố này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Đảng và quân đội, khiến ông Lợi phải im hơi lặng tiếng một thời gian. Tháng 7 năm 2020, Ủy ban kiểm tra của Trung ương Đảng khóa 12 vẫn giữ nguyên quyết định khai trừ ông Lợi ra khỏi Đảng của tổ chức Đảng cấp dưới. Tuy nhiên ông Lợi vẫn tiếp tục khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nhức đầu. Tác giả kết luận, bao nhiêu cá nhân đang tác chiến trên không gian mạng để được ghi công hiện nay, cũng giống như ông Lợi, chính là quà tặng dành riêng cho đảng, giúp đảng trải nghiệm thế nào là chơi giao đứt tay, gieo gió, gặp bão. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những chiến dịch nhân danh yêu nước để sách động tấn công trên mạng gây hậu quả như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đại học Fulbright Việt Nam lên tiếng phản bác cáo buộc vô căn cứ. Ngày 31 tháng 8, VOA tiếng Việt cho hay, Đại học Fulbright Việt Nam hợp tác với nhà chức trách để điều tra về chiến dịch tấn công, xúc phạm, đe dọa. VOA cho biết, Hiệu trưởng Scott Andrew Frickson của Đại học Fulbright Việt Nam nói trong một thư ngõ được đăng trên cả website lẫn trang Facebook của trường ngày 30 tháng 8 rằng trường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong những tuần gần đây để điều tra về chiến dịch đưa tin sai lệch và cả các đe dọa có tính bạo lực. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA đã đưa tin, Khoảng đầu tháng này, trên các nhóm Facebook tip và đơn vị tác chiến điện tử ComCom, có tổng cộng hơn 600.000 người theo dõi đã xuất hiện nhiều ý kiến không đúng đắn về Đại học Fulbright Việt Nam. Đây được xem là các cuộc tấn công ác ý, sử dụng ngôn ngữ xúc phạm, thậm chí có lời lẽ đe dọa đối với sinh viên, giảng viên, nhân viên, người thân và bạn bè của trường. Những ý kiến đó có điểm chung là cáo buộc rằng Đại học Fulbright tham gia vào những hoạt động ươm mầm cho một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam. VOA cũng cho biết, phản ứng trước những luận điệu cáo buộc vô căn cứ này, vào ngày 14 tháng 8, Đại học Fulbright đã ra thông báo phản bác một số tuyên bố sai lệch và gây kích động. VOA nhắc lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phát biểu ngày 26 tháng 8 rằng Bộ này hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam và ca ngợi sự hợp tác giáo dục Việt và Mỹ. Và đây là hình thư ngõ trên website của trường đại học Fulbright. Mặc dù vậy, VOA tiếp tục cho hay, trong các nhóm Facebook nêu trên, thậm chí ngay trong trang Facebook chính thức của Đại học Fulbright Việt Nam, vẫn tiếp tục có nhiều ý kiến chỉ trích, đe dọa. Vị hiệu trưởng lưu ý rằng, những luận điệu sai lệch và gây chia rẽ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi cộng đồng Fulbright chúng tôi bị xúc phạm uy tín và tổn thương tinh thần một cách bất công. Ngoài ra còn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương Việt-Mỹ. VOA dẫn lời ông Fitzgerald tuyên bố rằng trường không chấp nhận là nạn nhân thụ động mà trong mấy tuần qua đã và đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để điều tra về chiến dịch đưa tin sai lệch và cả các đe dọa có tính bạo lực. Vị hiệu trưởng nhấn mạnh trong thư ngõ rằng Đại học Fulbright Việt Nam là một trường đại học Việt Nam có những đóng góp để giải quyết các ưu tiên quốc gia trong lĩnh vực giáo dục cũng như giải quyết những thách thức lớn về phát triển của đất nước. Đại học Fulbright là trường không vì lợi nhuận, được hỗ trợ từ hai chính phủ Việt Mỹ và các nhà hảo tâm. Sinh viên được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng quốc tế, đồng thời được bồi dưỡng kiến thức sâu sắc và thấu hiểu bối cảnh xã hội, truyền thống và các cơ hội của Việt Nam trong tương lai. Ông Fritzen cho biết thêm và đây là hình trường đại học Fulbright Việt Nam. VOA tiếp tục dẫn lời hiệu trưởng Fritzen cho hay Fulbright là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam hỗ trợ tài chính theo điều kiện kinh tế gia đình cho phần lớn sinh viên. Nhờ đó, trường đang có những sinh viên tài năng đến từ 55 tỉnh thành trong cả nước, cùng hàng ngàn cựu học viên từ các chương trình đại học và sau đại học. Ông nêu bật rằng hơn 95% đội ngũ giảng viên của trường có bằng tiến sĩ từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Họ thiết kế, giảng dạy chương trình học mang tính đổi mới, sáng tạo và tiến hành các nghiên cứu về những thách thức của Việt Nam. Hiện nay, trường cũng đang tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao. VOA lưu ý, cuối thư ngõ, vị hiệu trưởng nhấn mạnh một lần nữa rằng Đại học Fulbright là một trường của Việt Nam và là trường tận tâm đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước. Bên cạnh việc trường là một biểu tượng của quá trình hòa giải bền vững và hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đại học Fulbright Việt Nam lên tiếng phản bác cáo buộc vô căn cứ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.